Xin chào các bạn, xin chào các anh em đang sử dụng iPhone Lock. Mình Đức đây. Và trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một cái nội dung khá là hay ho. Hôm trước thì mình có thử nghiệm với SIM Viettel ở mạng iPhone Lock và iPhone quốc tế để xem sóng sánh ở cái khu vực mình như thế nào. Thì mình thấy là kết quả sóng nó gần như là tương đương nhau, vẫn cho khả năng nghe gọi các thứ bình thường và vẫn lên sóng bình thường, không bị văng active. Thì hôm nọ mình mới mua một cái SIM data. Các bạn có thể xem lại cái video trước để có thể biết là cái SIM là SIM gì. SIM nhà mạng Indochina Telecom. SIM này thì sử dụng mạng Vina và ở cái khu vực mình, mạng Vina nó khá là phập phù. Thế nên là mình nảy sinh ra một cái ý định, đó là mình sẽ test thử xem là cái SIM Indochina Telecom đó với lại iPhone Lock nó có hoạt động hiệu quả hay không. Thì mình cũng đã thử nghiệm rồi, hôm nay mình sẽ show cho các bạn cái kết quả của cái bài thử nghiệm của mình. Thứ hai là mình sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn ở trong cái video trước. Video trước mình cũng thấy khá là may mắn khi mà anh em ủng hộ khá là nhiều, cũng được mấy nghìn view rồi và comment hỏi các cái câu hỏi rất là nhiều. Thì có những câu hỏi mình cũng chưa là trả lời hết ở trong video được, thì mình làm video này để trả lời cho các bạn những cái câu hỏi đó. Ok, quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay: test iPhone Lock với SIM Indochina mạng khá là phập phù. Rồi, và sau khi mà lắp SIM Indochina Telecom vào cái iPhone Lock này, dĩ nhiên là có lắp cả SIM ghép vào, thì mình có đi vào khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp của mình là khu vực sóng yếu nhất trong nhà và nó thường xuyên, thậm chí là sử dụng mạng Viettel với iPhone quốc tế cũng chỉ thường xuyên là một vạch sóng hoặc thậm chí là không có vạch nào, không có dịch vụ đấy. Thì ở trên chiếc iPhone Lock này, khi mà mình vào cái khu vực đó thì mình thấy là chiếc điện thoại iPhone quốc tế của mình có một vạch sóng Viettel, còn chiếc iPhone Lock sử dụng mạng Indochina Telecom đã hiện không có dịch vụ. Và mình thấy là khi mà mình ở đó thêm một lát nữa thì nó tự chuyển về sóng 2G, Viettel đã hiện 3 vạch rồi, còn ở trên chiếc Indochina Telecom vẫn không hiện vạch nào, không có dịch vụ gì luôn. Thì mình cũng có thử thêm một cách khá là ngây ngô, đó là mình sẽ bật chế độ máy bay và sau đó thì tắt nó đi. Nhưng mà sau khi mà tắt nó đi, nó bắt đầu dò sóng, thì sau khi dò sóng xong vẫn không có sóng gì cả. Đó là kết luận thứ nhất, sóng Indochina Telecom cùng với mạng iPhone Lock nó làm cho cái việc là chúng ta có sóng ở trong những cái điều kiện, ở trong những cái vị trí mà nó sóng kém, nó khó đi rất là nhiều so với việc sử dụng một chiếc điện thoại iPhone quốc tế và sử dụng mạng Viettel. Nhưng có một điều lạ là với cái SIM ghép Fixed ICC ID mới này, khi mà mình cầm chiếc điện thoại đó ra cái khu vực có sóng, tức là khu vực phòng khách nhà mình, thì đây là kết quả. Thì như kết quả các bạn cũng có thể thấy là sau khi mà nó có sóng trở lại thì hoàn toàn không có hiện tượng văng active, mà nó sẽ có sóng và nhận sóng như bình thường, không yêu cầu mình phải active lại. Sau cái thử nghiệm đó thì mình thấy nghi vấn là không biết có phải chiếc iPhone của mình đã trở thành một chiếc iPhone Lock fake quốc tế hay không. Thì mình có rút SIM ghép ra và cắm thử lại SIM Indochina Telecom đó. Kết quả là nó vẫn là iPhone Lock các bạn. Thì đó là kết quả sóng sánh khi mà mình sử dụng chiếc SIM Indochina Telecom sử dụng chung hạ tầng của mạng Vinaphone. Ở khu vực mình thì Vinaphone sóng không quá là cao, nhưng khi sử dụng với chiếc iPhone Lock này thì mặc dù sóng kém đi một chút nhưng vẫn có thể sử dụng được bình thường, không bị văng active, một điểm cộng khá là lớn cho chiếc iPhone Lock ở thời điểm hiện tại. Tiếp theo sẽ là câu hỏi mà các bạn đã comment ở trong video iPhone Lock trước mình có đăng ở trên kênh YouTube của mình. Câu hỏi đến từ bạn Hải Béo Channel: cái ICID này mình mua điện thoại về thì họ đã fix cho mình chưa, hay mình phải tự fix, hay là mang ra quán sửa chữa? Thì cái này tùy vào nơi mà các bạn mua máy. Nếu nơi của các bạn mua máy có hỗ trợ fix giúp cho các bạn thì ok, còn nếu mà không thì các bạn vẫn có thể xem cái hướng dẫn fix ở trên kênh YouTube mình đã đăng để các bạn có thể tự fix ở nhà, không cần thiết phải ra quán đâu. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Vlog Nguyễn: hàng Lock xài ở đồng quê thì sóng có yếu không bạn ơi? Thì như vừa nãy kết quả bài test mình cũng đã show cho các bạn thấy, thì còn tùy thuộc vào sóng của nhà mạng đó ở tại nơi mà các bạn sống, chứ nó không liên quan đến việc là các bạn sử dụng iPhone Lock. XS Max Lock có dùng được hai SIM không? Thì tất cả những chiếc máy Lock XS Max hay là 11 hay là XR, tất cả những chiếc máy mà có sử dụng eSIM, khi mà các bạn dùng với iPhone Lock này thì sẽ không sử dụng được hai SIM, không sử dụng eSIM. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thịnh Phúc: sóng Wi-Fi thì sao ạ? Thì sóng Wi-Fi nó không bị ảnh hưởng bởi việc các bạn sử dụng iPhone Lock hay là iPhone quốc tế, vẫn sử dụng được bình thường. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Nguyễn Hoàng Gia Bảo: Lock của em fix ICCID rồi, sau này em update iOS mới thì có sao không anh? Thì sau khi mà các bạn update lên các phiên bản iOS tiếp theo, nó hoàn toàn không có vấn đề gì cả, miễn sao là các bạn không reset dòng 2 là ok.
Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Thanh Tín Thái. iPhone Lock giá có giảm không anh? XS Max với iPhone 11 nên mua con nào ạ? Theo như những bài báo mà mình đọc được ở thời gian gần đây cũng như là trực tiếp tham khảo mức giá thì những chiếc iPhone Lock ở thời điểm hiện tại có xu hướng tăng giá lên thay vì giảm giá đi. Nguyên nhân chính là việc SIM ghép sử dụng iCCID mới thì nó thần thánh giống như là hồi trước sử dụng đường bình thường và Apple vẫn chưa fix tất cả các cái vẫn chưa khóa lại. Vì thế nên nếu như em muốn mua một chiếc iPhone Lock ở thời điểm hiện tại thì nhanh chân lên trước khi mà nó tăng giá lên đến đỉnh điểm. Còn iPhone XS Max với iPhone 11 thì nên mua con nào? Theo anh thì sẽ là iPhone 11. Mặc dù iPhone 11 có màn hình nó tệ hơn rất là nhiều so với XS Max, nhưng camera của nó thì nó có camera góc rộng ngon hơn, cùng với đó là cái cấu hình nó sẽ mới hơn so với đại iPhone XS Max. Có một vài phản hồi của các bạn, ví dụ như là bạn Đức Nguyễn thì đến vùng sóng yếu vẫn miss cuộc gọi như thường. Thì cái này thì nó cũng giống như là iPhone quốc tế rồi, iPhone quốc tế thì dùng đến mạng sóng yếu thì nó vẫn bị miss cuộc gọi như thường. Bạn Huy Trần Quang phản hồi là ghép lại mã eMSI là gọi được trên nền 4G bác nhé. Thì ok, ghép lại mã eSMI cũng được, nhưng mà cái này thì mình thấy là nó cũng không cần thiết lắm, bởi vì gọi ở mạng nào 3G hay thậm chí là 2G thì mình cũng không quá quan trọng. Có thể là mạng gọi trên mạng 4G thì nó sẽ có chất lượng ngon hơn một chút, nhưng mà mình thấy là gọi 3G thì nó từ xưa đến nay chất lượng âm thanh nó vẫn thế, vẫn sử dụng được thì cũng không phải lên 4G làm cái gì cả. Về đó, những cái chia sẻ của mình về chiếc iPhone Lock ở thời điểm hiện tại, khả năng sóng sánh của nó với SIM Indochina Telecom sử dụng chung hạ tầng của mạng Vinaphone, nó là một cái mạng mà ở khu vực mình sóng nó cũng không quá là tốt. Và cũng như là mình cũng đã trả lời các bạn một vài câu hỏi về những chiếc điện thoại iPhone Lock ở thời điểm hiện tại các bạn đã comment ở trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.